chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Hoa Cội Channel. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi uống cà phê và bật mí cho cả nhà nha. Mình sẽ đi uống một loại cà phê, một loại đồ uống vô cùng nổi tiếng ở Indo. Không phải là cà phê muối, cũng không phải là cà phê trứng, cũng không phải là cà phê mắm, mà đó chính là cà phê Thang. Ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đến một trong những quán đầu tiên bán cà phê Thang ở Bandung, Indonesia. Mời các bạn cùng theo chúng mình nhé. Quán này nằm ngay bên trong khu ăn uống đối diện trường quản trị kinh doanh Bandung á các bạn. Ở bên trong này các bạn, đây là cái khu ẩm thực dành cho các bạn sinh viên. Và thường thường thì nó sẽ mở cửa vào lúc 5 giờ chiều cho tới 12 giờ khuya. Những ngày cuối tuần á, thì theo như lời mấy anh ở đây á, thì sẽ mở cửa tới 1-2 giờ sáng luôn á. Sẽ mở cửa rất là khuya. Và cái không khí ở đây các bạn khi nào cũng đông vui nhộn nhịp. Đặc biệt là thỉnh thoảng thì mình nghĩ là lúc này các bạn cũng sẽ nghe thấy ha, có những nghệ sĩ đường phố, người ta sẽ ôm đàn guitar, người ta sẽ biểu diễn cho thực khách. Và mắt mình khi mà vừa mới bước vào đây á, chính là gian hàng bán thịt xiên que các bạn. Xiên que ở đây không phải là thịt viên, cá viên chiên rồi này nọ đâu. Thịt xiên que ở đây chủ yếu là thịt gà nướng, người ta gọi là satay. Giá thì vô cùng phải chăng luôn, một que thì chỉ từ 5.000 rút thôi các bạn. Và đây rồi, đây là nơi pha chế cà phê Thang này các bạn. Thì trên tay mình đã có được một ly cà phê Thang rồi này các bạn. Cà phê Thang này á, trong tiếng Indo gọi là coffee josh. Cách pha chế của nó thì đầu tiên thì cũng giống như những cách pha chế cà phê thông thường là sẽ bỏ bột cà phê và sẽ đổ nước vào ha. Thường thường ở Indo thì người ta ít khi dùng phin. Và sau đó thì á, người ta bỏ nguyên một cục Thang hồng luôn các bạn vào trong ly. Một ly như thế này thì chỉ có giá 7.000 rúp thôi. Và theo như lời của cái chủ quán ấy, thì chú là người đầu tiên bán món cà phê Thang này ở Bandung. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, bây giờ mình cùng thưởng thức nhé. Mời cả nhà ha. Các bạn biết bây giờ mình đang cảm giác là làm sao không? Thật ra mà nói thì ly cà phê này á, thì nó cũng không khác, theo như cá nhân mình thấy ha, nó cũng không khác so với ly cà phê bình thường cho lắm. Nói chung là vị thì cũng là vị cà phê đó, nhưng mà có điều á, khi mà mình uống vào á, thì mình cảm giác nó bột bột đó các bạn. Như kiểu là mình uống bột Thang vậy đó. Còn về mùi hay là
hương vị thì thật sự là mình không nghe được mùi của khói hoặc là than. Nói chung là tại vì cái lưỡi mình nó cũng tệ trong việc cảm nhận mùi vị nữa thì phải. Nhưng mà cá nhân mình á, thì mình thấy thì nó cũng khá giống với ly cà phê thông thường. Nó giống với cà phê thông thường mình nghĩ tới 98% ha. Nhưng mà khi mà mình uống vào miệng mình chỉ cảm giác được nó hơi lợi cợt một chút. Nhưng mà nhìn chung thì đây là một món cà phê rất là độc đáo luôn. Tại vì ở Việt Nam theo như mình biết thì hiện tại hình như là có thể là không có. Đại khái là mình chỉ thấy là cà phê muối nè, cà phê trứng nè, cà phê mắm nè. Nhưng mà cà phê than thì mình chưa thấy bao giờ luôn các bạn. Những người dân ở đây chia sẻ thì nó có rất là nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe. Tại vì các bạn cũng biết rồi á, than thì sẽ có dụng giải độc nè. Và ngoài ra thì khi mà mình uống cái cà phê và kết hợp với than củ như thế này á thì sẽ giúp mình giảm những cái triệu chứng của đau dạ dày, ở chua hoặc là cảm lạnh, ở nóng vân vân vân. Thêm một thông tin rất là thú vị cho các bạn, theo như mà mình tìm hiểu được á, cái cà phê than ở Indo này á thì cái than người ta dùng á thì được lấy từ một loại gỗ nó có tên là sambi. Cái loại cây này, cái gỗ này á thường thì nó sẽ mọc ở vùng Kalimantan, chứ không phải là cây gỗ nào thì cũng có thể chế biến để trở thành cà phê than được đâu các bạn. Cà phê ở Indo thì nó cũng không có mạnh như cà phê ở Việt Nam mình, không có kiểu như là rất là đắng, kiểu như là uống một ngụm vào phát là bừng tỉnh luôn. Cà phê ở đây thì mình thấy nó kiểu như là Americano thôi, thật sự rất là loãng, rất là nhẹ nhàng. Đi kèm với thức uống là một chút đồ ăn. Hồi nãy thì mình có gọi một vài cái xuyên que. Ở đây thì sẽ bán rất là nhiều loại nha các bạn. Có gan nè, có tim nè, có ruột gà nè, có thịt gà rồi. Nhưng mà cái mà khiến mà mình cảm thấy sốc nhất đó chính là ở đây á, người ta còn bán cả đậu hũ nướng này nè các bạn. Đậu khuôn nướng nữa. Chưa hết nha. Tempe người ta cũng đem nướng lên luôn. Tempe thì hiện tại thì mình nghĩ là ở Việt Nam mình cũng bắt đầu rất là phổ biến rồi. Đây là món đậu nành người ta liên mang á các bạn. Rất là phổ biến ở Indo luôn, nó cũng có nguồn gốc xuất xứ tại Indo. Bây giờ mình sẽ thử món tempe nướng ha. Mời cả nhà. Rất là bùi, rất là béo. Mình nghĩ là nướng cũng là một sự lựa chọn rất là ngon luôn các bạn, rất là hay luôn. Ở bên ngoài đã được phủ bởi một lớp, mình nghĩ là một lớp sốt barbecue. Nhưng là vị rất là đậm đà. Khi mà nướng lên thì nó sẽ thơm hơn rất là nhiều so với mà mình kho các bạn. Rất là độc đáo. Còn giờ thì mình sẽ thử sang món đậu khuôn nướng nha. Khi mà mình sống ở Indo thì tại đây á, mình đi được hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Mọi thứ đều có thể chiên giòn các bạn, từ rau ha, rau cũng sẽ chiên giòn. Còn bây giờ đến lượt những đồ ăn thông thường thì cái gì cũng có thể nướng. Rất là thú vị. Thì mình nghĩ là ở Việt Nam mình cũng khá là nhiều, khá là phổ biến.
Nói chung là nhìn chung nha, tất cả các món ở đây từ nãy giờ mình thử á, mình thấy cái vị của nó chung là na ná như nhau á các bạn. Thịt gà ở đây á thì sẽ hơi cay một chút, hơi cay một chút nhưng mà nhìn chung rất là vừa vặn luôn. Và cả nhà ơi, một thiên như thế này thì chỉ có 5.000 thôi ha, 5.000 rúp. Chung là trong số những cái món ăn thì từ nãy giờ mình rất là ấn tượng với cái món tempeh nướng này. Các bạn phải cực kỳ lưu ý nha, đó là đừng quá vội uống nhanh quá, tại vì ở Indo cái cách pha chế cà phê truyền thống thì hơi khác so với Việt Nam mình. Không phải là khi nào người ta cũng dùng phin đâu các bạn, mà người ta sẽ đổ trực tiếp bột cà phê, sau đó là đổ nước nóng này vào, mình sẽ đợi một lúc cho nó lắng xuống rồi sau đó là thưởng thức. Do đó mà những cái bột cà phê á vẫn còn nguyên luôn. Nếu như mà các bạn như mình hồi nãy không biết uống ực một cái là bị sặc luôn các bạn, bị sặc cái bột cà phê ở bên trong á. Mùi vị cà phê thì ngọt dịu chứ không ngọt gắt đâu các bạn. Giá cả vô cùng phải chăng, rất là tốt cho sức khỏe. Và đặc biệt hơn nữa là kết hợp với rất là nhiều đồ ăn ngon. Các bạn rất là nên ghé khu vực này nhé. Ghé vào đây để hòa mình vào thời sinh viên một lần nữa, cũng như là thưởng thức rất là nhiều những món ngon ở nơi này. Còn bây giờ thì mình xin phép dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Bye bye. Da da.